Mùa Giáng sinh này đã về, mùa mang ấm áp tràn trề. Từ khắp góc phố nẻo đường, mọi người cùng chung một hướng, hướng về Giêsu Chúa của tình yêu, nơi lòng còn luôn trông mong thật nhiều. Vào đêm sương rét giá lạnh, vì con Chúa đã giáng trần. Lòng con vui mừng đón nhận tình yêu quý giá ngàn lần, rằng chẳng thể có đời này một tình yêu thương vô đối. Ngôi nhà thờ với ánh sáng đẹp xinh, bao người hân hoan ấm áp lòng mình, cùng nhau chờ đón Vua Trời, hạnh phúc ngập tràn nơi nơi. Nào cùng nhau ta cả vang lên, vui đón món quà Ngài đã ban tặng. Ôi tình yêu Chúa quá quý giá, chẳng tiếc con một cùng chính vì ta. Lòng con đây thật chẳng nói hết lời cảm ơn Cha, vì điều Ngài đã ban. Tình Chúa vời cao, lòng con mừng vui biết bao. Vậy còn ai hôm nay chưa tin, chưa đón Giêsu, chưa mở cửa lòng, hãy vội mau tiếp đón cứu Chúa, để Chúa cai quản đời sống tâm linh, rồi bạn sẽ nhận biết ý nghĩa khi có Giêsu ngự vào đời sống mình. Giêsu là chính món quà của mùa Giáng sinh. Vui mừng đón nhận tình yêu quý giá ngàn lần, rằng chẳng thể có đời này một tình yêu thương vô đối. Ngôi nhà thờ với ánh sáng đẹp xinh, bao người hân hoan ấm áp lòng mình, cùng nhau chờ đón Vua Trời, hạnh phúc ngập tràn nơi nơi. Nào cùng nhau ta cả vang lên, vui đón món quà Ngài đã ban tặng. Ôi tình yêu Chúa quá quý giá, chẳng tiếc con một cùng chính vì ta. Lòng con đây thật chẳng nói hết lời cảm ơn Cha, vì điều Ngài đã ban. Tình Chúa vời cao, lòng con mừng vui biết bao. Vậy còn ai hôm nay chưa tin, chưa đón Giêsu, chưa mở cửa lòng, hãy vội mau tiếp đón cứu Chúa, để Chúa cai quản đời sống tâm linh, rồi bạn sẽ nhận biết ý nghĩa khi có Giêsu ngự vào đời sống mình. Giêsu là chính món quà của mùa Giáng sinh. Nào người ơi, cùng đến tôn vinh, ta hòa ca với muôn thiên binh, dâng Chúa muôn loài câu hát khen ngợi, dâng Cha muôn ngàn câu ca hallelujah. Nào cùng nhau ta ca vang lên, vui đón món quà Ngài đã ban tặng. Ôi tình yêu Chúa quá quý giá, chẳng tiếc con một cùng chính vì ta. Lòng con đây thật chẳng nói hết lời cảm ơn Cha, vì điều Ngài đã ban. Tình Chúa vời cao, lòng con mừng vui biết bao. Vậy còn ai hôm nay chưa tin, chưa đón Giêsu, chưa mở cửa lòng, hãy vội mau tiếp đón cứu Chúa, để Chúa cai quản đời sống tâm linh, rồi bạn sẽ nhận biết ý nghĩa khi có Giêsu ngự
Giáng sinh. Hạnh phúc khi đã có Chúa ở trong lòng mình. Nào ta cùng vang câu chúc mừng Chúa Giáng sinh.